Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Dò rỉ tin người thay thế Nguyễn Thành Phong. Việc đẩy Nguyễn Thành Phong ra khỏi thành phố là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, việc đẩy một chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đi không phải là chuyện dễ. Vào ngày 23 tháng 5 sắp tới sẽ bầu cử Quốc hội khóa mới. Sau đó, Quốc hội khóa mới mới nhóm họp và phê duyệt một số vị trí mà ban tổ chức trung ương đã định sẵn. Cũng có tin cho biết ông Nguyễn Thành Phong đang chạy trọt khắp nơi để vận động cho được ở lại chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, hay ít nhất ông thay thế Trần Lưu Quang cũng được. Việc vận động là việc của ông Phong, còn việc tuyên truyền đó là lá bài của ông Nguyễn Phú Trọng tại Trung ương. Đây là hình ảnh có dư luận cho rằng tới 90% là Nguyễn Văn Thành Phong sẽ phải ra đi. Với Trần Lưu Quang thì Nguyễn Phú Trọng ưu ái cho chiếc ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng. Nhưng với Nguyễn Thành Phong thì không thể được như vậy, rất khó. Điều đặc biệt là Nguyễn Thành Phong không được Trần Lưu Quang giới thiệu vào chức Phó Bí thư Thường trực, nên khả năng Nguyễn Thành Phong ngồi vào ghế Phó Bí thư Thường trực thành phố là rất thấp. Rất có thể Nguyễn Thành Phong sẽ được đưa về Trung ương ngồi chơi ở chiếc ghế Phó trưởng ban dân vận Trung ương. Trước này so với chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thì còn thua rất xa. Chức Phó trưởng ban dân vận Trung ương là một chức hữu danh vô thực. Không biết ông Nguyễn Thành Phong vận động những thế lực nào, chỉ có thể là thế lực Trương Tấn Sang hoặc là thế lực của Nguyễn Minh Chiết, vì hiện nay thế lực của Lê Thanh Hải chỉ lo chống đỡ đòn tấn công của Nguyễn Phú Trọng còn không xong, thì nói gì đến việc hỗ trợ được ai. Rất có thể thế lực Trương Tấn Sang có khả năng giúp đỡ Nguyễn Thành Phong lúc này, vì nói cho cùng Trương Tấn Sang cũng không xa lạ gì với ông Nguyễn Phú Trọng. Được biết giai đoạn vào năm 2011 cho đến 2016, ông Trương Tấn Sang đã từng cộng tác với ông Nguyễn Phú Trọng để chống lại thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Theo giới thạo tin, khả năng ông Nguyễn Thành Phong được ở lại là không cao. Trong 8 tháng vừa qua, ông Nguyễn Thành Phong đã không tỏ ra thiện chí trong việc hỗ trợ Nguyễn Văn Nên bắt Tất Thành Cang. Nên bây giờ, ông Phong vận động rất khó. Và quả thực đã lộ diện người thay thế Nguyễn Thành Phong. Theo thông tin dò rỉ cho biết, ông Phan Văn Mãi, 48 tuổi, hiện là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, sẽ về thay cho Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến tháng 7, khi một cuộc họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15, thì chính trường Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ rất sôi động. Phan Văn Mãi, 48 tuổi, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Được biết, từ năm 1995 cho đến năm 1997, ông Phan Văn Mãi là chuyên viên phòng ngoại vụ, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, rồi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre và tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre 1997 cho đến năm 2008 và là Bí thư Đoàn, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Từ năm 2008 cho đến năm 2011 là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 9. Và con đường vào Trung ương đã được Nguyễn Thành Phong giới thiệu, vì Nguyễn Thành Phong là cựu lãnh đạo Trung ương Đoàn khi đó. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, hiện là Bí thư tỉnh Bến Tre. Từ tháng 1 năm 2012 cho đến tháng 3 năm 2014 là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Và từ tháng 3 năm 2014 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa 19, nhiệm kỳ 2010-2015. Và tính từ tháng 10 năm 2015, ông tái đắc cử Phó Bí thư tỉnh Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Và từ tháng 11 năm 2015 cho đến tháng 7 năm 2019 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Và từ tháng 1 năm 2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khóa 10. Từ tháng 1 năm 2019 đến nay, làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 10 năm 2020, ông tái đắc cử Bí thư tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Và mối quan hệ trong giới chính trị Việt Nam rất phức tạp. Ví dụ như ông Trương Tấn Sang có thể là đồng minh với ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông cũng có thể là thế lực ủng hộ Lê Thanh Hải, trong khi đó Nguyễn Phú Trọng lại muốn Lê Thanh Hải sổ khám. Chuyện Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Văn Nên cũng như vậy. Nguyễn Thành Phong có mối quan hệ tốt với Nguyễn Văn Nên nhưng lại không tốt với ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi Nguyễn Văn Nên có mối quan hệ rất thân thiết với Nguyễn Phú Trọng, chẳng khác nào thầy với trò.
Và câu hỏi đặt ra là vì sao Phan Văn Mãi đã được Trung ương chú ý? Ông Mãi đã bắt mối quan hệ khá hay giữa Nguyễn Văn Mãi và Nguyễn Thành Phong thì không phải bàn nhiều, vì hai người này xem nhau như huynh đệ. Nếu không có Nguyễn Thành Phong giới thiệu thì Phan Văn Mãi sẽ chỉ quanh quẩn quê nhà Bến Tre. Tuy nhiên, nhờ có Nguyễn Thành Phong mà ông Phong đã giới thiệu Mãi vào chiếc ghế lãnh đạo ở Trung ương Đoàn. Và rất nhiều lãnh đạo Trung ương Đoàn sau đó là ủy viên Bộ Chính trị, ví dụ như bà Trương Thị Mai và ông Võ Văn Thưởng là như vậy. Vì vậy, khi vào Trung ương Đoàn, nếu biết tạo mối quan hệ thì Phan Văn Mãi sẽ bắt được liên hệ và liên kết được với những nhân vật tai to mặt lớn ở Trung ương. Cũng theo dư luận được biết, thực ra ông Nguyễn Thành Phong muốn đưa Phan Văn Mãi lên là muốn xây dựng thế lực Bến Tre phát triển ra ngoại phạm vi của tỉnh. Nguyễn Thành Phong có sự nghiệp vững vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh là một lợi thế. Vì thế, thông qua Nguyễn Thành Phong, Phan Văn Mãi đã kết giao tốt với Nguyễn Văn Nên. Đây là cơ hội rất lớn cho ông Mãi. Và rõ ràng thế lực miền Nam đang bị đì ở Đại hội 73 và nặng nhất là thế lực ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, thế lực Thành phố Hồ Chí Minh rất mạnh, nhưng từ khi Lê Thanh Hải và thế lực Nguyễn Tân Dũng bị ông Nguyễn Phú Trọng chiếu cố, thì lúc đó các thế lực khác mới có thể ngoi lên được. Đây là hình ảnh ngay cả Nguyễn Văn Nên cũng ủng hộ Phan Văn Mãi. Hiện nay, thế lực Tây Ninh đang trỗi dậy mạnh mẽ với Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang. Dưới bàn tay của Nguyễn Phú Trọng, thế lực Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa ngóc đầu lên nổi, tạo cơ hội cho thế lực Bến Tre trỗi dậy. Và đó là lý do tại sao khả năng ông Phan Văn Mãi sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Thành Phong. Hiện nay, chính ông Nguyễn Thành Phong dường như đang muốn giới thiệu Phan Văn Mãi và Nguyễn Văn Nên đang ủng hộ ông này, nên khả năng rất cao là ông Mãi sẽ chiếm chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thành Phong gốc Bến Tre nhưng là con người thành danh ở Thành phố Hồ Chí Minh thì dù sao cũng chịu ơn nghĩa với thế lực Lê Thanh Hải. Nhưng Phan Văn Mãi thì hoàn toàn khác. Phan Văn Mãi trưởng thành từ tỉnh nhà mà không dính dáng gì đến ơn nghĩa với thế lực Lê Thanh Hải. Nên việc Phan Văn Mãi về thay Nguyễn Thành Phong làm cho thế lực Lê Thanh Hải hết sức lo lắng trong lúc này. Và câu hỏi đặt ra là nếu thay thế lực Nguyễn Thành Phong, Phan Văn Mãi sẽ làm gì? Trước đây là Nguyễn Thiện Nhân, nay là Nguyễn Thành Phong làm cho Nguyễn Phú Trọng không hài lòng vì hai người này có dấu hiệu cả nể và thậm chí bao che cho thế lực Lê Thanh Hải. Việc ông Nguyễn Phú Trọng điều Nguyễn Văn Nên về thay Nguyễn Thiện Nhân là một lời cảnh báo đối với Nguyễn Thành Phong rồi. Có lẽ Nguyễn Thành Phong nhận ra điều này thì đã quá muộn. Điều đang nói là trong chiến dịch bắt Tất Thành Cang, chỉ có Trần Lưu Quang là hỗ trợ tích cực, còn Nguyễn Thành Phong thì chỉ làm cản trở. Và với mối quan hệ tốt với Lê Thanh Hải, Nguyễn Thành Phong chỉ được ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, còn lúc này thì chính mối quan hệ đó đã kéo sự nghiệp Nguyễn Thành Phong đi xuống. Nếu như Nguyễn Thành Phong về ban dân vận, ngồi chơi xây nước thì xem như sự nghiệp của ông Phong tới đó là kết thúc. Và nếu Phan Văn Mãi thay thế Nguyễn Thành Phong và phối hợp tốt với Nguyễn Văn Nên thì rất có thể sự nghiệp của Phan Văn Mãi sẽ tiến xa hơn Nguyễn Thành Phong rất nhiều. Đây là hình ảnh tương lai Phan Văn Mãi sẽ hơn Nguyễn Thành Phong. Được ủng hộ về thay Nguyễn Thành Phong là cơ hội. Đó là cơ hội cho cả Phan Văn Mãi và Nguyễn Văn Nên. Nếu hai người kết hợp tốt, phá án giỏi thì chuyện hai người dắt tay nhau về Trung ương là trong tầm tay. Tuy nhiên, đó là viễn cảnh. Dự trù cho đến tháng 7 mới có kết quả nhân sự Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn khoảng gần 2 tháng nữa, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Rất có thể khi sắp có tin Phan Văn Mãi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lại nổi lên một scandal liên quan đến ông này cũng không chừng. Nói chung, khả năng cao là Phan Văn Mãi về thay Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên khả năng này chỉ khoảng 90%, còn 10% còn lại vẫn tùy thuộc hoàn cảnh và những biến cố chính trị không thể tính được trên thượng tầng chính trị Việt Nam, nơi mà người dân luôn bị loại ra bên ngoài với các hoạt động của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021 với bản tin Do gì tin người thay thế Nguyễn Thành Phong là ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.